Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Giải trí Ác ma đại đạo diễn, chỉ quay chính năng lượng, ta tên là Tần Mộ Bạch, ta xuyên qua rồi. May mắn thức tỉnh hệ thống, nhưng ta không nghĩ tới hệ thống của ta có ức điểm không bình thường. Ta là đại điềm điềm, nhân gian phú quý hoa, được xưng là có tiền năng lực điềm công chúa. Mới vừa tiến vào Bắc Điện, lại bị sư huynh lừa dối đầu tư được ăn cả ngã về không, còn miễn phí diễn vai nữ chính ngay từ đầu tôi cho rằng bị lừa nhưng ai ngờ điện ảnh công chiếu về sau phòng vé bán chạy ta rốt cục phát hỏa vốn định tiếp tục dẫn vốn vào đoàn lại bị tên khốn này cự tuyệt còn nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cùng một nữ diễn viên nhị đáp tên tôi là dương mật ở đây đặc biệt cảm ơn đạo diễn bởi vì đạo diễn tần cho tôi tràn đầy năng lượng tích cực để cho tôi phát dục lần thứ hai phim truyện mêt me Mê power mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một ác ma đại đạo diễn ta cùng với đánh cược độc không chung mang bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi căn phòng trở lại yên tĩnh một người đàn ông và một người phụ nữ trên tàu nói với nhau điềm điềm sinh nhật vui vẻ mộ bạch sinh nhật vui vẻ. Hai người trên thuyền, theo thứ tự là Đại Điềm Điềm, Tần Mộ Bạch. Đúng vậy, hai người là cùng một ngày sinh nhật. Tuy nhiên, cả hai không cùng sinh nhật mà chỉ cùng một ngày. Tần Mộ Bạch, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1985, tốt nghiệp khoa đạo diễn cấp 03 Bắc Điện. Đại Điềm Điềm, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1988, học khoa biểu diễn cấp 07 Bắc Điện. Thật lâu sau, đại điềm điềm lấy lại tinh thần, nỉ non nói. Điện ảnh của chúng ta thật sự muốn công chiếu vào hôm nay sao? Xích bích, đang chiếu, đang thu hoạch phòng vé, ta lo lắng. Tần mộ bạch biệt miệng đại điềm điềm một lúc lâu, nghiêm túc nói. Điềm điềm, em có tin anh không? Đại điềm ngọt ngào trong mắt trắng hắn một cái, lầm bầm nói. Nếu là ta không tin ngươi, ta còn có thể đầu tư ngươi điện ảnh sao? Đây là bộ phim đầu tiên của tôi cũng là mộ bạch bộ phim đầu tiên của đạo diễn tần chúng ta tần mộ bạch nghe vậy nhàn nhạt cười nói ta là có chân tài thực liệu nếu không làm sao kéo tới đầu tư phi ta là bị ngươi lừa cái này không thể nói là lừa gạt là thành toàn cho nhau nê tấu khải đại điềm điềm nhấc chân cho anh một cước tần mộ bạch cười ha ha vội vàng ông đại điềm điềm thật chặt vào lòng nhẹ giọng nói bên tai cô một lát sau cô tiến vào mộng đẹp. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2008. Sinh nhật Tần Mộ Bạch, Đại Điềm Điềm, cũng là thời gian bộ phim đầu tiên của hai người bọn họ được công chiếu. Tần Mộ Bạch là khoa đạo diễn cấp 03 Bắc Điện, tốt nghiệp tháng 6 năm 2007. Sau khi tốt nghiệp, Tần Mộ Bạch viết vài kịch bản, nhưng lại lôi kéo đầu tư vào. Chiếc kích trầm xa. Tháng 9, Tần sinh viên nhập học, vừa vặn tần mộ bạch đi bắt điện tìm giáo viên hỗ trợ, thấy đại điềm điềm đến báo cáo, sau đó. Tần mộ bạch có chủ ý. Trải qua ba tấc lưỡi không nát của tần mộ bạch, cùng với. Ngày 8 tháng 9 năm 2007, bộ phim ngắn tốt nghiệp Điều âm sư đã giành được giải thưởng sư tử vàng phim ngắn xuất sắc nhất Venice lần thứ 64. Từ ngày này về sau, tần mộ bạch mang theo giải thưởng lớn Điều âm sư, thành công, lừa dối, đến đại điềm điềm kéo tới đầu tư cho bộ phim điện ảnh đầu tiên. Trong quá trình quay phim, Tần Mộ Bạch còn lấy được một giọt máu ngọt ngào. Tuner là bộ phim ngắn tốt nghiệp của Tần Mộ Bạch. Cũng là tác phẩm đầu tiên của Tần Mộ Bạch. Sau khi vào Bắc Điện, Tần Mộ Bạch luôn học ở trường. Bất quá đây đều là nhiệm vụ mang tính giai đoạn của hệ thống mà thôi. Đúng vậy, Tần Mộ Bạch có hệ thống. Hơn nữa, hắn còn là một cái xuyên qua đám. Tầng mộ bạch mang thai. Vừa mới có ý thức, hệ thống cũng thức tỉnh. Hệ thống thức tỉnh được gọi là Ác ma đại đạo diễn hệ thống. Bất quá, ác ma đại đạo diễn hệ thống có ba cái giai đoạn. Giai đoạn 1 Giai đoạn phát triển Trước 18 tuổi, từng bước từng bước đọc sách. Giai đoạn 2 Giai đoạn học 4 năm đại học, ở trường học tập kiến thức liên quan đến đạo diễn. Giai đoạn 3 Giai đoạn thực hành Sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu đóng phim, lan bạc giới giải trí. Hiện tại, ác ma đại đạo diễn đang ở giai đoạn thứ 3. Mà hôm nay công chiếu điện ảnh, tầng mộ bạch bộ thứ nhất viện tuyến điện ảnh, cũng là đại điềm điềm bộ thứ nhất đương nữ chính điện ảnh. Được ăn cả ngã về không đúng vậy, chính là bộ phim này. Đại điềm điềm diễn vai nữ chính, Mỹ nữ chia bài. Nói đến chương trình giải trí, phim truyền hình, Tần Mộ Bạch có 100 biện pháp làm cho Đại Điềm Điềm bùng nổ. Nhưng, phim. Tần Mộ Bạch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định để Đại Điềm Điềm diễn vai nữ chính trong được ăn cả ngã về không. Dù sao cũng tốt hơn so với năng lực tiền mặt của Đại Điềm Điềm, quay mấy bộ phim vớ vẩn kia chứ. Họ tên: Tần Mộ Bạch, 23 tuổi, thể chất: 108. 30 người bình thường 60, tinh thần. 108, 30 người bình thường 60, kéo dài. 69, 3 người bình thường 10, tích lũy năng lượng tích cực. 10, kỹ năng ác ma. Ta cùng cực độc bất cộng đái thiên. Nhìn bản điều khiển cá nhân, khóe miệng tầng mộ bạch giật giật. Ngay từ đầu tầng mộ bạch cũng không nói gì, dần già, hắn quen rồi. Thể chất, tinh thần, bền bỉ. Theo thời gian trôi qua, mới tích lũy tới nhiều như vậy. Tích lũy năng lượng tích cực, kỹ năng ác ma đều là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Ở trước khi tốt nghiệp, hệ thống để cho hắn quay một bộ tốt nghiệp phim ngắn tác phẩm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống có phản hồi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tốt nghiệp phim ngắn, ác ma chỉ số 4 ngôi sao, chấm điểm tốt lắm. Khen thưởng. Năng lượng tích cực 10 khen thưởng ta cùng cực độc bất cộng đái thiên di chú tiểu tử giấy tiếp tục bảo trì nha đúng đây chính là ta cùng cờ bạc không đội trời chung cũng là kỹ năng ác ma chức năng của hệ thống rất đơn giản hoàn thành nhiệm vụ đóng phim chấm điểm nhận phần thưởng chỉ số ác quỷ lần lượt là một ngôi sao năm ngôi sao và điểm số có bốn cấp độ xuất sắc ba phần thưởng tốt hai phần thưởng vượt qua một phần thưởng khuyết điểm no Drewát trước mắt tầng mộ bạch chỉ hoàn thành một nhiệm vụ hiện tại đang thực hiện nhiệm vụ thứ hai nhiệm vụ thứ hai quay một bộ phim điện ảnh nhiệm vụ này rất nhanh có thể đạt thành chờ sáu giờ chiều nay được ăn cả ngã về không tổ chức lễ công chiếu cũng công chiếu buổi công chiếu phải có đây là yêu cầu mãnh liệt của đại điểm điểm được ăn cả ngã về không là tác phẩm đầu tiên của cô nhất định phải có cảm giác nghi thức hơn nữa đại điềm điềm tiến vào giới giải trí liền một mục đích trở thành một đường sở dĩ được ăn cả ngã về không có thể công chiếu vào ngày này cũng là do tầng mộ bạch bất đắc dĩ lựa chọn ngay từ đầu tầng mộ bạch muốn công chiếu một tuần sau xích bích dẫm lên bộ phim này bởi vì bộ phim này quá cay bất quá trung ảnh viện tuyến phương đều không đáp ứng. Bởi vì lịch trình này là cố ý chuẩn bị cho xích bích, cũng bởi vì bộ phim này đầu tư quá lớn, các bên đều không thể để mất. Vì vậy, Tần Mộ Bạch đành phải tìm đại điểm điểm ra tay, lựa chọn công chiếu vào ngày 21 tháng 7. Sinh nhật ngọt ngào, bộ phim đầu tiên ngọt ngào. Dưới mọi nguyên nhân, được ăn cả ngã về không thành công định danh. PS. Cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Cầu khen thưởng. Cầu thúc giục thêm phiếu. Cầu vé tháng. Chương 2 Thịnh đại lần đầu lễ, lớn ngọt ngào tiền giấy có thế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 6 giờ tối. Bộ phim Được ăn cả ngã về không đã tổ chức lễ công chiếu long trọng tại rạp chiếu phim Vạn Đạt. Khách mời tới buổi công chiếu hơi nhiều, đa số đều hướng về phía năng lực tiền mặt của đại điềm điềm mà tới hai người dẫn chương trình buổi công chiếu, Đại Điềm Điềm mời chính là người dẫn chương trình của mẹ ương, theo thứ tự là Tác Ninh, Kinh Duy. Còn có không ít ca sĩ, Xuân Ca, Trương Tịnh Oánh, Chu Bút Bút, Chương. Đợi đã. Còn có không ít đại bài, ví dụ như Trần Đạo Minh, Trương Gia Nghĩa, Các Ưu. Đợi đã. Đương nhiên, còn có không ít đại bài Hương Giang, ví dụ như Lưu Đức Hoa, Nhâm Đạt Hoa, Huệ Anh Hồng, Lương Giai Huy, Tra Tra Huy đợi đã điều duy nhất khiến tần mộ bạch bất ngờ chính là đại điềm điềm còn mời tổng đạo diễn thế vận hội olympic quốc sư trương nhất mưu tham dự tuy nói tần mộ bạch đại điềm điềm trương nhất mưu ba người đều đến từ tây an cũng coi như đồng hương nhưng trương nhất mưu tham dự lễ công chiếu được ăn cả ngã về không có chút ngoài ý muốn đại điềm điềm dường như biết tần mộ bạch muốn nói gì phủ nhận tôi chỉ mời đạo diễn trương tượng trưng thôi ai biết ông ấy đến. Điềm điềm, em thật lợi hại. Tần mộ bạch giơ ngón tay cái lên. Đại điềm điềm lật một đôi mắt đẹp, cũng không tiếp tục giải thích, coi như đều là cô mời. Nhìn thấy những nhân vật lớn này tham dự lễ công chiếu, trong lòng đại điềm điềm vô cùng hài lòng. Tuy rằng so ra kém lễ công chiếu xích bích hai tuần trước. Nhưng mà, đã tương đối xa hoa rồi. Tần mộ bạch, đại điềm điềm đến từ Tây An, dựa theo giới giải trí mà phân chia hai người thuộc về vòng tây bắc trương nhất mưu cũng coi như vòng tây bắc vòng này không bị vòng kinh thậm chí vẫn bị vòng kinh chèn ép quân bất kiến trương nhất mưu mỗi một bộ phim điện ảnh công chiếu náo nhiệt nhất chính là mắng chiến các thương hiệu nổi tiếng hồng kông đến ủng hộ là bởi vì được ăn no nếu không là bộ phim hợp tác giữa nội địa và hương giang bị ăn cả ngã về không lúc đó thiếu chút nữa đã qua thẩm vấn sau đó tìm quan hệ. Hàng Tam Gia đề nghị làm thành phim hợp tác, Đại Điềm Điềm cũng ủng hộ. Sau đó, ăn cả ngã về không trở thành phim hợp tác. Mặc dù là hợp tác quay phim, nhưng Tần Mộ Bạch lựa chọn ngôi sao Hương Giang cũng vô cùng thận trọng. Tần Mộ Bạch cũng hoàn toàn biến bộ phim được ăn cả ngã về không thành phim hợp tác, kéo vào cơ cấu anh hoàng, ngân đô đầu tư, gánh chịu rủi ro. Đương nhiên, không thể thiếu trung ảnh trong nước và cuối cùng là công ty Big Sugar. Tinh thần đại hải. Đúng vậy, cũng không phải tinh quang sáng lạng công ty này. Biển sao? Tần mộ bạch lừa dối đại điềm điềm thành lập công ty điện ảnh và truyền hình. Cũng là công ty chuyên phục vụ cho hai người. Lời bài hát. Đào tò the en. Phan sinh. Chu nghệ long long. Đoạn sau quen gọi, mô hôi, đi sang, ác. Khuyết tật, đi sang, Khuyết tật, đi sang, ác. Khuyết tật, đi sang, ác. Khuyết tật, đi sang, ác. Khuyết tật, thiên mẫu thân. Huệ Anh Hồng tên thật. Cạn bã. Các diễn viên khác. Bộ phim hợp tác của Tần Mộ Bạch là chính, làm thành bộ phim hợp tác chỉ là để thẩm vấn. Ngay từ đầu, Tần Mộ Bạch muốn diễn vai nam chính, Chu Nghệ Long diễn vai Cố Thiên Chi. Sau đó Tần Mộ Bạch phát hiện mình diễn xuất không tốt, hơn nữa cũng chiếu cố không được đành phải tạm thời điều chỉnh nhân vật một chút được rồi chủ yếu là tần mộ bạch không muốn bị đánh muốn diễn vai người đánh người thời gian trôi qua nên tới đều đã tới thời gian công chiếu cũng đã tới không bao lâu người dẫn chương trình kinh duy nói để cho chúng ta vỗ tay cho mời được ăn cả ngã về không chủ sáng lập đội hình lên đài cùng chúng ta kể một chút điện ảnh quay chụp cố sự Tác Diêu Ninh Tân Bốc nói. Vỗ tay cho mời. Bốp bốp bốp. Mặc kệ phương diện nào, tham dự lễ công chiếu, nên nể mặt vẫn hiểu. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Có người là thật tâm thật ý, cũng có người là đến xem náo nhiệt. Hai tuần trước xích bích công chiếu, vốn tưởng rằng sẽ thu được doanh thu phòng vé, kêu gào phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé của Titanic, nhưng không nghĩ tới danh tiếng không tốt, tác dụng chậm cũng không đủ có không ít phim muốn tham gia, nhưng đều bị trung ảnh bá đạo cự tuyệt. Tất nhiên rồi. Phần lớn là ngày khai mạc Olympic vào ngày 8 tháng 8. Thế vận hội Olympic bắt đầu, rất ít người đi vào rạp chiếu phim, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, tháng 7 mới là thời gian tốt nhất trong kỳ nghỉ hè năm 2008. Được ăn cả ngã về không, có thể công chiếu vào ngày 21 tháng 7, cũng là mượn ngày này là sinh nhật của đại điềm điềm ngày 21 tháng 7, thứ hai. Nói chung, không có bộ phim nào được chọn để phát hành vào thứ hai. Hiện nay, phim đều chọn hai ngày thứ năm và thứ sáu để công chiếu. Thứ hai công chiếu. Xin lỗi, không ai có thể chọn như vậy. Đạo diễn Tần, anh có thể nói cho chúng tôi biết một chút, tại sao phải quay một bộ phim như được ăn cả ngã về không không? Vẫn là cách nói hôm nay của tác bái ninh, hắn vừa cười vừa nói đồng ý làm người dẫn chương trình buổi công chiếu không chỉ vì năng lực tiền mặt của đại điềm điềm mà còn vì đề tài được ăn cả ngã về không tác lạc ninh còn không phải là tiểu tác tương lai bị công tác kia hắn là người dẫn chương trình thuyết pháp hôm nay tần mộ bạch khẽ gật đầu chậm rãi nói bởi vì đề tài trước mắt trên thị trường nóng bỏng nhất đề tài đều là cổ trang phim lớn ta muốn quay một điểm không giống nhau loại hình điện ảnh vừa vặn ta từ trên mạng biết được viễn thông lừa đảo. Cuối cùng, ta lựa chọn quay được ăn cả ngã về không bộ phim này. Không nói mở rộng hoa ngữ điện ảnh đề tài, chỉ cần có thể làm cho một người ít bị lừa gạt, được ăn cả ngã về không liền thành công. Tác Bái Ninh nói. Tần đạo, quan điểm của ngươi phi thường chính xác, cũng rất chính năng lượng. Sau đó, xa. Mua. Tên phát huy bản sắc của mình, phổ cập khoa học viễn thông cho mọi người. Và lừa đảo qua mạng, vân vân. Tiếp theo, Tác Ninh, Kinh Duy lần lượt hỏi Chu Nghệ Long, đại điềm điềm hai nhân vật chính, cũng hỏi đám người Lương Giai Huy. Mọi người nhao nhao nói diễn xuất của Lương Giai Huy thật tuyệt, một chút cũng không giống diễn. Ở phim trường, Lương Giai Huy bị dọa khóc, cũng dọa không ít người. Lương Giai Huy nghe vậy, liên tục khoát tay, nói nhân vật này là đạo diễn sáng tạo ra, anh ta chỉ là một diễn viên, không hơn. Đồng dạng, cũng không bỏ qua cho những nhân vật nổi tiếng tham dự lễ công chiếu. Đạo diễn Trương, anh là tổng đạo diễn của Thế vận hội Olympic 2008, sao anh rảnh rỗi tham dự lễ công chiếu? Trương Nhất Mưu vừa cười vừa nói. Điểm ấy thời gian vẫn là có, ta tới ủng hộ thanh niên đạo diễn, diễn viên. Không chỉ bởi vì tầng mộ bạch, đại điềm điềm cùng ta là đồng hương, còn bởi vì được ăn cả ngã về không đề tài này phi thường tốt đề tài so với chúng ta chính là dám nghĩ đẩy nhanh quay ta phi thường chờ mong được cảm ơn đạo diễn trương kinh duy vừa cười vừa nói lại để cho trương nhất mưu tần mộ bạch đại điềm điềm lần lượt dùng tiếng địa phương chào hỏi để cho mọi người cảm thấy thú vị hơn nửa giờ sau khi lễ công chiếu kết thúc bộ phim được ăn cả ngã về không chính thức bắt đầu ts Cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Cầu khen thưởng. Cầu thúc giục thêm phiếu. Cầu vé tháng. Chương 3. Điện ảnh chiếu lên, ta cùng thế vận hội Olympic cướp người xem. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đi xuống sân khấu, ngồi vào vị trí sau. Đại điềm điềm kích động hỏi. Vừa rồi tôi có nói sai gì không? Biểu hiện phi thường tuyệt vời. Đại điềm điềm nghe vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười. Được rồi, xem phim đi. Ừ, ừ. Đại Điềm Điềm gật đầu. Ánh đèn phòng chiếu ảm đạm xuống, phim chính bắt đầu chiếu. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào màn ảnh lớn. Bởi vì đề tài được ăn cả ngã về không, mới mẻ độc đáo. Đương nhiên, cũng có không ít người bị phim dự báo hấp dẫn tới. Đó là khẩu hiệu của ông trùng lừa đảo, tốt nhất. Để thành công, hãy phát điên trước bất chấp tất cả xông về phía trước. Đánh một lần, phú tam đại. Liều mạng mới có thể không thất bại. Hôm nay ngủ trên sàn. Ngày mai ông chủ ngủ. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Bắt đầu làm việc. Đoạn phim dự cáo này không chỉ làm cho người ta thấy được diễn xuất của Lương Giai Huy, cũng hấp dẫn không ít người đi vào rạp chiếu phim. Không ít nhà phê bình điện ảnh đi vào rạp chiếu phim, chính là muốn xem một chút đề tài mới mẻ độc đáo tuyên truyền cho tới nay khi phim chính bắt đầu người bình luận điện ảnh nắm chặt tay càng thêm tập trung tinh thần xem trước cho nhanh viết một bài bình luận điện ảnh lập trình viên phan sinh chu nghệ long người mẫu lương an na đại điềm điềm bị thu hút bởi việc tuyển dụng lương cao ở nước ngoài ra nước ngoài đãi vàng lại bất ngờ rơi vào cạm bẫy của nhà máy lừa đảo ở nước ngoài để rời đi hai người chuẩn bị ra tay với dân cờ bạc a thiên Trương Nhược Quân và bạn gái Tiểu Vũ, Trương Gia Ni, lấy tiền mặt từ trên người bọn họ, hoàn thành thành tích. Câu chuyện rất đơn giản. Nhưng mà, được ăn cả ngã về không đặt vào năm 2008 mà nói, quá nổ tung. Ngay cả trong năm 2023 tới, nội dung vẫn khá mới lạ. Theo nội dung vở kịch thúc đẩy, không ít người đều sợ ngay người, còn có thể quay như vậy. Bộ phim này có được xét duyệt không? càng xem càng ngạc nhiên lừa đảo viễn thông càng rỡ như vậy sao khi vai người mẫu của đại điềm điềm bị lương gia huy đóng vai trùng lừa đảo đè đầu xuống toàn bộ người trong rạp chiếu phim đều nín thở không khí kéo đầy đại điềm điềm thấy một màn như vậy trong lòng cũng khó tránh khỏi khẩn trương lúc trước quay một màn này đại điềm điềm kháng cự cuối cùng kháng nghị không có hiệu quả tần mộ bạch vẫn kiềm chế quay còn có không ít hạng mục chưa lấy ra không phải tầng mộ bạch không muốn cắt nối biên tập đến phim chính mà là xét duyệt không thông qua t bộ phim này quá kích thích đề tài thật con mẹ nó mới mẻ độc đáo mặc kệ nội dung vở kịch lo diệt vấn đề chỉ từ trước mắt đến xem bộ phim này thành công một nửa đây là đạo diễn ở đâu ra chẳng lẽ lại là một đạo diễn thiên tài không ít người liếc mắt nhìn tầng mộ bạch lại đem lực chú ý tập trung vào màn ảnh lớn bọn họ không muốn bỏ qua bất kỳ một cảnh quay nào theo bộ phim chiếu khi nhìn thấy đại điềm điềm ăn mặc thành bộ dáng mỹ nữ chia bài hai mắt tỏa sáng nhân vật này cũng thành công lương giai huy diễn vai trùng lừa đảo là phim dự cáo duy nhất cũng là mấu chốt hấp dẫn người xem đi vào rạp chiếu phim chờ sau khi bộ phim công chiếu mới có thể đem càng nhiều phim dự cáo hậu trường công chiếu ra hấp dẫn càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim khi nhìn thấy đại điềm điềm đóng vai lương an na sau khi chạy trốn lại bị bắt trở về sau các loại tra tấn mọi người ở trong lòng hô to chừng mực thật lớn mà sau khi nhìn thấy a tài thả lương an na đóng vai đại điềm điềm đi bọn họ bối rối sao lại tẩy trắng chứ a tài không phải là nhân vật phản diện sao đây là cưỡng ép tẩy trắng chết tiệt lãng phí một chủ đề hay Đại Điềm Điềm đóng vai Lương An Na thành công trở về quê nhà, nhìn thấy cảnh sát ở nhà, mẹ hét lên. Chạy mau. Gia đầu tất cả mọi người tê dại, thầm nghĩ chẳng lẽ cảnh sát Myanmar bắt tới bên này. Hay là cái gì khác? Dù sao đi, ngoại trừ kết thúc mọi người không thích, nội dung vở kịch phía trước nhìn người kinh hồn bạc vía. Tất nhiên rồi. Cũng có không ít người biết kết cục như vậy là vì sao. Quá thẩm vấn. Chỉ có như vậy, được ăn cả ngã về không mới có thể qua thẩm vấn, mới có thể lấy được long tiêu, công chiếu tại các đại viện trong cả nước. Bốp bốp bốp. Hai tiếng sau khi bộ phim kết thúc. Cả phòng chiếu đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lần này là thật tâm thật ý. Quay phim quá táo bạo, xem kích thích. Không ít nhà phê bình điện ảnh nhau nhau tiếc hận, kết cục không nên là như vậy. Loại phim phản trá này còn có thể đào sâu sao lại tẩy trắng a tài chẳng lẽ nói kẻ lừa đảo không phải tất cả đều là người xấu còn có nhiều thủ đoạn hơn sao lại không quay ra chứ dù sao đi trong lòng nhà phê bình điện ảnh điện ảnh điện ảnh cũng tạm được ăn vô vị vứt bỏ đáng tiếc nhưng không thể phủ nhận ăn cả ngã về không đã thành công không ít nhà phê bình điện ảnh đều tuyên truyền được ăn cả ngã về không cũng bởi vì đề tài này mới mẻ độc đáo rót vào thị trường điện ảnh một cổ sức sống cùng với tràn đầy năng lượng tích cực đặc biệt là nền tảng chính thức bằng không thì ninh cũng sẽ không tham dự lễ công chiếu được ăn cả ngã về không tác bái ninh hít sâu một hơi cùng kinh duy vai kề vai đi lên sân khấu lần nữa mời sáng tác chính đoàn đội lên đài đạo diễn tần phim rất hay vô cùng cảm ơn đạo diễn tần đã loại bỏ bộ phim hay như được ăn cả ngã về không thêm một người xem phim bớt một người lừa đảo. Tần mộ bạch nghiêm túc nói. Đây là việc mà tôi là một nhân vật của công chúng nên làm. Nói thật, ta quay rất nhiều kịch bản đều là thu đến, lừa đảo tập đoàn có quá nhiều thủ đoạn cũng không thể tại màn ảnh lớn triển lộ, có chút đáng tiếc, bất quá. Chỉ cần có thể cho mọi người biết cái gì gọi là lừa đảo viễn thông, đã nói rõ chúng ta điện ảnh thành công. Dừng một chút, tần mộ bạch tiếp tục nói. Đánh cược là một phần trong lòng người sòng bạc không sợ ngươi thắng chỉ sợ ngươi không đến, ngươi thắng sòng bạc biện pháp duy nhất. Chính là rời xa sòng bạc. Mọi người đều đang liều chết dãy dùa, mọi người đều được ăn cả ngã về không? Được, đạo diễn Tần nói rất hay. Tác bái ninh dẫn đầu vỗ tay, lớn tiếng nói. Để cho chúng ta trước tiên cầu chúc, được ăn cả ngã về không, phòng vé bán chạy. Sau đó, xa. Mua nên dẫn đầu hỏi quá trình quay bộ phim được ăn cả ngã về không hỏa lực chủ yếu tập trung vào ba người lương giai huy đại điềm điềm chu nghệ long chưa xem xong phim chính mọi người đối với được ăn cả ngã về không còn dừng lại ở trên phim dự cáo xem phim xong trong lòng mọi người có rất nhiều vấn đề ngay cả trương nhất mưu cũng đứng lên vừa cười vừa nói được ăn cả ngã về không là một bộ phim hay mặc kệ kết thúc như thế nào đều không thể phủ nhận là một bộ phim hay hoa ngữ điện ảnh, liền muốn có càng nhiều loại hình đề tài điện ảnh. Ta đặc biệt bội phục mộ bạch, hắn có thể quay ra được ăn cả ngã về không loại này phản trá điện ảnh. Mộ bạch, có rảnh chúng ta trao đổi nhiều hơn. Đối mặt với lời mời của Trương Nhất Mưu, tần mộ bạch gật đầu đồng ý, nói nhất định sẽ thỉnh giáo sư huynh. Không ít người ở hiện trường hỏi tần mộ bạch, Đại Điềm Điềm, Lương Gia Huy, Chu Nghệ Long. Đám người đều có hỏi tất đáp đây là tuyên truyền thiết yếu, cũng chuẩn bị cho lộ diễn tiếp theo. Đúng rồi, rau sô. Nhân dịp khai mạc Thế vận hội ngày 8, 8, được ăn no nể đã nắm bắt được 10 ngày này, thu hoạch doanh thu phòng vé. Một khi Olympic khai mạc, hầu hết mọi người đều ở nhà xem Olympic. Chẳng lẽ muốn tranh giành khán giả với Olympic? PS Cầu hoa tươi Cầu phiếu đánh giá Cầu khen thưởng cầu thúc dục thêm phiếu. Cầu vé tháng. Chương 4. Đạo cụ không chỉ có là một loại tư tưởng nha. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Sau buổi lễ công chiếu, ba người Tần Mộ Bạch, Đại Điềm Điềm, Chu Nghệ Long tự mình đưa từng vị khách quý ra khỏi phòng chiếu phim. Mộ Bạch có rảnh nói chuyện một chút. Trương Nhất Mưu vỗ vỗ vai hắn. Vinh hạnh của ta. Tần Mộ Bạch khiêm tốn nói mộ bạch được ăn cả ngã về không quay phi thường tuyệt có cơ hội hợp tác lưu đức hoa vừa cười vừa nói hoa ca đến lúc đó đừng trả thù lao quá cao gãy xương cho ngươi vậy tôi sẽ chờ lưu đức hoa ha ha, ha cười ông hắn thật chặt cười rời đi tần đạo diễn điện ảnh phi thường không tội phản trá điện ảnh ta cái này vài ngày sẽ cho ngươi tuyên truyền tại hôm nay thuyết pháp tìm mấy cái lừa gạt án nghe tác diêu ninh nói tầng mộ bạch chân thành nói tác lão sư đa tạ đây là việc tôi phải làm tác diêu ninh cười gật đầu anh còn để tầng mộ bạch giữ vững tấm lòng ban đầu làm nhiều bộ phim năng lượng tích cực có cống hiến cho xã hội một chút sau khi tiễn mọi người đi đại điềm điềm hoan hô thế nào biểu hiện của ta thế nào tầng mộ bạch cổ vũ quá tuyệt vời điềm điềm em là con xinh đẹp nhất trong cả bộ phim. Đúng, Đại Điềm Điềm thật xinh đẹp. Chu Nghệ Long cũng vội vàng đưa lên chúc phúc. Nói thật, Đại Điềm Điềm quỳ xuống. Không đúng, Đại Điềm Điềm diễn Anna quỳ xuống, tôi khẩn trương muốn chết, cả người đều cùng một chỗ. Đó là diễn xuất tốt của Gia Huy ca. Đại Điềm Điềm khiêm tốn nói. Lương Gia Huy thản nhiên nói, là đạo diễn viết kịch bản hay trương gia ni kéo đại ngọt ngào khuỷu tay ăn ngay nói thật điềm điềm ngươi mặc sườn xám thật xinh đẹp lúc quay phim không phát hiện vừa rồi xem phim điềm điềm em mặc sườn xám làm cho người ta kinh ngạc mỹ nữ chia bài sườn xám ngay từ đầu đại điềm điềm là cự tuyệt xem xong bộ phim đại điềm điềm cũng ý thức được điểm sáng của nhân vật này thiết lập con người nhân vật đều rất tốt Người chia bài xinh đẹp mặt sườn xám. Đại điềm điềm biểu hiện chói mắt nhất. Đúng vậy, tần mộ bạch trực tiếp copy đại điềm điềm mặt sườn xám kinh diễm, một bộ lại một bộ sườn xám, trực tiếp áp dụng cho nhân vật Lương An Na, người chia bài mỹ nữ. Hiệu quả cũng rất rõ rệt, mặt sườn xám ngọt ngào. Mặc dù không phải lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn. Nhưng mà, mặt sườn xám đẹp như vậy là lần đầu tiên. Được rồi, Chúng ta trò chuyện một chút tuyên truyền cùng với lộ diễn. Tần Mộ Bạch vỗ vỗ tay, đi vào chủ đề. Sau khi thế vận hội ngày 8 tháng sau khai mạc, hầu như không có nhiều người muốn đi vào rạp chiếu phim, nhưng cũng không nhất định. Vì vậy, chúng ta sẽ cướp khán giả với Olympic. Đương nhiên rồi, tốt nhất là cướp khán giả trước khi khai mạc Olympic. Dừng một chút, Tần Mộ Bạch nghiêm túc nói. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta mở ra một ngày một tòa thành thị lộ diễn, từ ngày mai bắt đầu, kỳ hạn nửa tháng lộ diễn. 15 ngày, 15 tòa thành thị, cả nước bài danh trước 15 phòng vé thành thị đều muốn chạy một lần. Đại Điềm Điềm vẽ mặt đau khổ nói. Muốn như vậy sao? Đúng, chúng ta đang tranh giành khán giả với Olympic. Tần mộ bạch gật gật đầu, tiếp tục nói. Chúng ta điện ảnh đề tài mới mẻ độc đáo, nhất định phải thừa dịp công chiếu trước nửa tháng lấy được càng nhiều phòng vé thừa dịp xích bích phòng vé biểu hiện không tốt cũng cùng ở xích bích đoạt phòng vé chúng ta phải dám nghĩ lấy được hoa ngữ điện ảnh phòng vé quán quân có khả năng phá vỡ kia một chiếc thuyền lớn phòng vé kỷ lục mọi người người hô khẩu hiệu trước là xích bích doanh thu phòng vé không lạc quan tốt lắm đêm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai bắt đầu lộ diễn anh Gia Huy, vất vả cho anh rồi. Lương Gia Huy khoát tay, cười nói. Đây là việc diễn viên chúng ta nên làm. Hắn không có cách nào cự tuyệt, bởi vì tần mộ bạch cho hắn vẽ một khối thiên đại bánh nướng. Lương Gia Huy, nhàn Bính Yến là diễn viên, tần mộ bạch sẽ không yêu cầu bọn họ quá nhiều. Huệ Anh Hồng, Tra Tra Huy hai người đặc biệt diễn, cũng không cần chạy quá nhiều, chạy theo một tuần là được. Mấy diễn viên trẻ Chu Nghệ Long, Đại Điềm Điềm, Trương Nhược Quân, Trương Gia Ni, Tần Mộ Bạch bảo bọn họ phải đi theo nửa tháng diễn xuất. Nếu muốn doanh thu phòng vé tốt hơn, lộ diễn không thể thiếu. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành bộ thứ nhất viện tuyến điện ảnh, ác ma chỉ số 4 ngôi sao, chấm điểm tốt. Khen thưởng Năng lượng tích cực từ 10 phần thưởng Bách khoa toàn thư đạo cụ Di chú Thân là nam nhân ngươi, cho dù ngươi không dùng được đạo cụ nhưng làm thế nào bạn có thể không hiểu một chút đạo cụ đạo cụ không chỉ là một loại tình cảm mới vừa đi ra phòng chiếu phim trong đầu vang lên hệ thống quen thuộc thanh âm lại là tốt sao lại không phải là ưu tú chứ nhìn phần thưởng bách khoa đạo cụ này tần mộ bạch lâm vào trầm tư đạp mã không hổ là kỹ năng ác ma mộ bạch ngươi làm sao vậy không sao chúng ta về khách sạn thôi Hi Hi vừa trò chuyện, vừa trở về khách sạn, còn gọi đồ ăn khuya về ăn. Mọi người lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan đến được ăn cả ngã về không, Tần Mộ Bạch cũng dặn dò mọi người một chút tình huống tuyên truyền, diễn tập trên đường. Mãi cho đến 12 giờ rưỡi tối, xem xong doanh thu phòng vé ngày đầu tiên, mọi người mới trở về phòng của mình. Ngày đầu tiên doanh thu phòng vé 6,52 triệu. Doanh thu phòng vé này, so với ngày đầu tiên của Xích Bích 2 tuần trước, còn chưa đủ một con số lẻ. Ngày đầu tiên này doanh thu phòng vé có cao không? Đại Điềm Điềm hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tần Mộ Bạch đã trải qua thời đại mấy trăm triệu ngày đầu tiên trong tương lai. Suy nghĩ một chút, hắn nói như thế. Điện ảnh của chúng ta là thứ hai công chiếu, vẫn là 8 giờ tối bắt đầu, hôm nay chỉ có thể công chiếu hai trận. Các cậu muốn xem doanh thu phòng vé trong cùng một ngày, xích bích cũng chỉ hơn 8 triệu, không vượt quá 10 triệu dù sao cần cù chạy nhanh một chút, doanh thu phòng vé sẽ theo kịp. Dù sao đi nữa, ta có lòng tin. Nói lời này, tần mộ bạch một chút cũng không khiêm tốn. Mặc dù To Be Ô là bộ phim tiếp theo của năm 2023, dự đoán doanh thu phòng vé hơn 3 tỷ đồng. Tần mộ bạch đem được ăn cả ngã về không công chiếu sớm đến năm 2008, doanh thu phòng vé chắc hẳn sẽ không kém chứ. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Đại Điềm Điềm không tự tin nói. Mộ Bạch, điện ảnh của chúng ta thật sự có thể lấy được hoa ngữ điện ảnh phòng vé quán quân. Nhất định. Tần Mộ Bạch nghiêm túc nói. Điềm Điềm, em phải có lòng tin với bản thân. Hoa ngữ điện ảnh phòng vé quán quân, trước mắt là trương nhất mưu đạo diễn, mãn thành tẩn mang hoàng kim giáp 291 triệu, ta đối được ăn cả ngã về không, phòng vé thấp nhất 300 triệu. Đương nhiên, ta hy vọng có thể phá vỡ kia một chiếc thuyền lớn phòng vé kỷ lục. Đại Điềm Điềm PS Cầu Hoa Tươi Cầu Phiếu Đánh Giá Cầu Khen Thưởng Cầu Thúc Dục Thêm Phiếu Cầu Vé Tháng Chương 5 Nghịch Ngã Phòng Bán Vé, Tuần Đầu Phòng Bán Vé Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Kỳ nghỉ hè đương lớn nhất kinh hỷ không phải được ăn cả ngã về không không ai khác, không chỉ là bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo còn bởi vì chừng mực rất lớn ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua một bộ phim điện ảnh nhìn thấy lương gia huy để cho đại điềm điềm quỳ xuống một khắc kia ta khẩn trương muốn chết gia nhân ai hiểu a à? đề tài phi thường không tồi nhưng kết thúc hơi vội có chút đuôi chó tục điêu ủng hộ lừa đảo đề tài điện ảnh trong giới có thể có đạo diễn quay loại này chính năng lượng điện ảnh tương đối khá nói thật Xem xong được ăn cả ngã về không, ngươi tuyệt đối sẽ đối với lừa đảo hiểu biết không ít, cũng có thể phòng ngừa lừa đảo. Ô Úc Op The En là một tuyên truyền chống lừa đảo tốt, nhưng không phải là một bộ phim hay. Nữ chính mặt sườn xám rất kinh diễm, đặc biệt là cảnh quỳ xuống kia, có một mặt ý tứ, làm cho da đầu tôi tê dại. So với xích bích công chiếu mấy ngày trước, được ăn cả ngã về không là một bộ phim hay. Trên mạng, không ít người đều tự phát tuyên truyền bộ phim được ăn cả ngã về không không ít nhà phê bình điện ảnh trở về cũng hảo hảo suy nghĩ viết ra một cái bình luận điện ảnh không tồi một bộ rất tốt lừa gạt điện ảnh loại bỏ phần cuối về sau cái khác nội dung vở kịch đều phi thường chặt chẽ là một cái phi thường tốt điện ảnh sau khi xem xong được ăn cả ngã về không nội tâm của tôi khó có thể bình tĩnh chúng tôi sống ở một thời đại tốt cũng cảm ơn đạo diễn đã quay ra thủ đoạn lừa đảo Myanmar Bắc, tuy rằng rất nhiều thủ đoạn, hạng mục không thể quay, nhưng tôi vẫn muốn nói, được ăn cả ngã về không, là một bộ phim hay. Không nói phim tình cảm, liền nói phim đề tài mà nói, ta là dơ hai tay trăm phần trăm ủng hộ đấy. chống lừa đảo, chống lại lừa đảo, đề phòng lừa đảo, tránh xa lừa đảo, mọi người có trách nhiệm. nói chung. Phần lớn các nhà phê bình điện ảnh đều ủng hộ đề tài này. Đối với nội dung vở kịch, nhà phê bình điện ảnh không tán thành. Thế nhưng, người bình luận điện ảnh cũng không có tiết lộ, chỉ là nói kết thúc tạm được mà thôi. Động tĩnh trên mạng, bên tuyên truyền đều nhìn chầm chầm, tùy thời đợi lệnh, kéo theo nhiệt độ thảo luận. Ngày hôm sau, Đại Điềm Điềm nhìn sườn xám bị xé nát đầy đất, hờn dỗi nói: "Tần Mộ Bạch, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt?" anh sẽ mua cho em nhiều sườn xám hơn phi, ngươi mơ tưởng. Đại Điềm Điềm đá anh một cước, những sườn xám này là em chuẩn bị chạy trốn diễn, anh như vậy em. Yên tâm, tôi đã đặt trước cho cậu mấy chục bộ sườn xám. Không giống nhau. Đại Điềm Điềm không nói gì. Sườn xám em đặt đều rất đắt, thấp nhất cũng phải mấy vạn, anh nhìn anh xem. Không coi tiền ra gì. Tần Mộ Bạch không nói gì. Cũng đúng đại điềm điềm cũng có thể bỏ ra mấy trăm vạn mua lễ phục cao định, mấy vạn sườn xám, quá rẻ. Bởi vì đại điềm điềm nghĩ đến sở thích nhỏ của tầng mộ bạch mới đặt sườn xám rẻ như vậy. Không hổ là nhân gian phú quý hoa, được xưng là có tiền năng lực ngọt công chúa. Chờ doanh thu phòng vé thu được, ta cho ngươi đặt trước mười mấy bộ sườn xám. Không cần, ngươi liền muốn làm chuyện xấu, hư đại điềm điềm nâng ô lên, cho hắn một cái tàn nhẫn. Bảo hắn nhanh chóng dọn dẹp phòng. Sau đó, Đại Điềm Điềm nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh. Tần Mộ Bạch nhìn bóng lưng Đại Điềm Điềm, cũng đi theo vào. Nhớ lại chuyện tối qua, Tần Mộ Bạch vô cùng hài lòng. Tối hôm qua, anh không chỉ để Đại Điềm Điềm mặc sườn xám, hơn nữa, hắn còn dùng vừa tới sổ sách đạo cụ bách khoa cái này ác ma kỹ năng. Tuy rằng hắn không có mua các loại đạo cụ nhỏ, nhưng mà, trong mắt Tần Mộ chỗ nào cũng là đạo cụ nhỏ chẳng hạn như cánh tay phải bằng vàng của hắn khụ khụ gạch đi sau khi đoàn làm phim gặp nhau cùng nhau ăn trưa sau đó bắt đầu biểu diễn đường bộ kéo dài nửa tháng tòa thành thị thứ nhất kinh thành đừng quá khẩn trương lộ diễn chính là cùng người xem trao đổi đặc biệt là lão chu đại điềm điềm hai người các ngươi là nhân vật chính muốn khiêng lên lộ diễn đại kỳ Vừa lên xe, Tần Mộ Bạch bắt đầu đánh máu gà. Ta xem trên mạng bình luận, 90% đều là khen ngợi. Đồng dạng, tuyệt đại đa số người cũng là bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo. Liên hướng cái này đề tài mới mẻ độc đáo, này nửa tháng lộ diễn cũng nhất định phải chạy, tranh thủ lấy được càng cao doanh thu phòng vé. Diễn viên lớn nhất trong phim của chúng ta là Thầy Lương Giai Huy, sau đó là Huệ Anh Hồng, Cặn Bả Huy. Cho nên, Lão Chu, Đại Điềm Điềm, Nhược quân, gia ni các em biết phải làm thế nào rồi chứ? Chu Nghệ Long phấn chấn nói. Đạo diễn, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dương cao lá cờ của lộ diễn. Trương Nhược quân, Trương gia ni, còn có đại điềm điềm nhau nhau nói sẽ kiên trì. Không phải là diễn đường sao? Không phải là nửa tháng sao? Với ta mà nói, không tính là gì. Khẩu hiệu bây giờ vang dội bao nhiêu, sau đó. Họ hiểu đạp ngựa, nguyên lai lộ diễn vất vả như vậy, so với quay một ngày một đêm còn vất vả hơn. Mộ Bạch, đạo diễn Tần, đạo diễn lớn của tôi, có thể không chạy trốn diễn không? Ba ngày sau, Đại Điềm Điềm vẻ mặt đau khổ hỏi. Đám người Chu Nghệ Long, Trương Nhược Quân, Trương Gia Ni dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh. Hãy nghĩ về phòng vé. Tần Mộ Bạch tiếp tục cổ vũ nói. Ngày hôm qua phòng vé ra rồi, 835 vạn thành công leo lên đỉnh cùng ngày phòng vé quán quân, đem xích bích, chém ngã ngựa xuống. Chủ yếu nhất chính là, chúng ta điện ảnh danh tiếng đánh ra, trước mặt kệ mọi người đi vào rạp chiếu phim là bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo, nhưng là... Không thể phủ nhận chính là, chúng ta đi chạy trốn diễn thành thị, một ngày này phòng vé đều so trước một ngày phòng vé muốn tăng gấp đôi. Hôm qua thứ năm, phòng vé 835 vạn, hôm nay thứ sáu, cuối tuần bắt đầu rồi. Nỗ lực Phòng vé có lẽ có thể chạy nước trút một đợt một ngày 10 triệu. Dừng một chút, Tần Mộ Bạch nói. Ta cũng cùng các ngươi cùng nhau chạy đường diễn, ta cũng không nói mệt à. Mọi người! Điểm này là không thể phủ nhận. Sau khi mọi người lên xe có thể nghỉ ngơi, Tần Mộ Bạch vừa lên xe liền gọi điện thoại cho nhân viên tuyên truyền, cùng với bên viện, tùy thời biết được càng nhiều tin tức của Được Ăn Cả Ngã về không. Chưa từng thấy đạo diễn nào mạnh mẽ như vậy. Mọi người liếc nhau, đành phải tiếp tục chạy diễn. Hiệu quả của trang quay sâu rất đáng chú ý. Đương nhiên, cũng không thể rời khỏi tuyên truyền trên mạng. Các loại tuyên truyền, lừa đảo, điên cuồng, cùng với đại điểm điểm mặt sườn xám, các loại thủ đoạn lừa đảo. Thậm chí là một số cảnh quay hậu trường. Có một số cảnh quay bị cắt. Vì vậy, doanh thu phòng vé của ném cả ngã về không hiện ra một đường công ngược chiều. Ngày 21 tháng 7, Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên đạt 6,52 triệu, vào ngày 22 tháng 7, doanh thu phòng vé là 6,93 triệu vào thứ ba, ngày 23 tháng 7, doanh thu phòng vé thứ tư là 7,75 triệu, ngày 24 tháng 7, doanh thu phòng vé là 8,35 triệu vào thứ năm. Ngày 25 tháng 7, doanh thu phòng vé thứ sáu là 12,76 triệu, ngày 26 tháng 7, doanh thu phòng vé thứ bảy là 18,46 triệu, vào ngày 27 tháng 7 doanh thu phòng vé là 20,24 triệu vào Chủ nhật. Sau ngày đầu tiên, doanh thu phòng vé càng ngày càng cao, đường công doanh thu phòng vé như vậy, người trong giới tỏ vẻ xem không hiểu. Nói chung, thứ ba đến thứ năm là tuần thấp nhất. Nhưng đường công phòng vé của Ô Úc Op The En là hoàn toàn vô lý và tăng đều đặn mỗi ngày. Càng miễn bàn thứ sáu phá ngàn vạn. Thứ bảy gần như gấp đôi. Ngày Chủ nhật doanh thu phòng vé vượt 20 triệu. Đến lúc này, doanh thu phòng vé 7 ngày đầu tuần tích lũy là 80,96 triệu. ts Cầu hoa tươi Cầu phiếu đánh giá Cầu khen thưởng Cầu thúc giục thêm phiếu Cầu vé tháng Chương 6 Bắn nổ phòng bán vé, bên thắng thông cực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Doanh thu phòng vé 7 ngày đầu tiên của ăn cả ngã về không đạt 80,96 triệu Doanh thu phòng vé này khiến không ít người xem không hiểu. Ngày đầu tiên doanh thu phòng vé mới 6,52 vạn, tuần đầu doanh thu phòng vé lại 80 triệu. Đây là đường công doanh thu phòng vé bình thường. Tuy rằng so ra kém hơn nửa tháng trước xích bích tuần đầu tiên công chiếu 108 triệu. Thế nhưng, được ăn cả ngã về không đã đoạt không ít doanh thu phòng vé của xích bích. Bởi vì doanh thu phòng vé tuần này của xích bích không tới 50 triệu nhân dân tệ là một bộ phim chi phí 80 triệu USD, khoảng 640 triệu nhân dân tệ, hiện nay doanh thu phòng vé mới hơn 200 triệu nhân dân tệ, điều này thiệt hại đến nhà bà ngoại. Vì thế, không ít công ty điện ảnh và truyền hình trong giới đều nghiên cứu được ăn cả ngã về không, hơn nữa còn điều tra đạo diễn của bộ phim này. Tần Mộ Bạch. Khi biết Tần Mộ Bạch cầm kịch bản đến công ty mình lôi kéo đầu tư, lại bị đuổi ra ngoài, hoặc là không tiếp đãi, tâm tình của bọn họ không nói gì ngay sau đó họ ra lệnh tôi muốn tư liệu về tầng mộ bạch đem hắn ký hợp đồng vào công ty đầu tư vào tác phẩm tiếp theo của anh ấy trong giới thật vất vả đi ra một vị đạo diễn phim thương mại các công ty điện ảnh và truyền hình lớn đều không cam lòng rớt lại phía sau nhưng khi điều tra được tầng mộ bạch gia nhập một nhà tinh thần đại hải công ty hơn nửa nhà này công ty là đại ngọt ngào sau đó họ em em nữ chính của được ăn cả ngã về không là đại điềm điềm, điện ảnh còn có thể công chiếu vào tháng 7 tốt nhất, cũng nên nghĩ đến những thứ này. Không thể lôi kéo tầng mộ bạch, vậy thì phân tích bộ phim được ăn cả ngã về không này là bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo hay là nguyên nhân khác? Chỉ chốc lát sau, bọn họ nghe ngóng được, giá thành của được ăn cả ngã về không chỉ có 30 triệu, điều này vẫn là phóng đại một chút. Bọn họ cũng đã xem phim, từ phim mà xem, cũng chỉ tốn khoảng 20 triệu. Công chiếu một tuần, vậy mà quay lại vốn. Trong thời đại này, đạo diễn nội địa có thể kiếm tiền. Quá ít. Trương Nhất Mưu, Trần Khải Ca, Phùng Hiểu Cương, thêm một Ninh Hạo. Nhiều hơn một, thật sự không thể nói rõ. Hiện tại lại có một đạo diễn nội địa có thể kiếm tiền, điều này đại biểu cho cái gì? Mặc kệ người khác hiểu như thế nào, Tâm tình của nhóm sáng lập được ăn cả ngã về không là kích động. Đặc biệt là nhìn thấy doanh thu phòng vé chủ nhật một ngày vượt qua 20 triệu, mọi người cũng không kêu chạy đường diễn mệt mỏi, trong lòng đặc biệt cao hứng. Phá ức sắp tới. Thậm chí 200 triệu cũng không phải là không có khả năng. Nói lớn lên, Tần Mộ Bạch nói trở thành quán quân doanh thu phòng vé điện ảnh Hoa ngữ. Phá vỡ kỷ lục phòng vé của con tàu lớn đó. Nghĩ vậy, tâm tình bọn họ dân trào. Đạo diễn, có thể phá 300 triệu sao? Chu Nghệ Long kích động nói. Là tác phẩm đầu tiên ra mắt, Chu Nghệ Long đã thành công. Diễn xuất của hắn tạm được, cũng làm cho càng nhiều người chú ý đến hắn. Lão Chu, ngươi quá dám nghĩ. Đại Điềm Điềm cười cười, càng lớn mật hỏi. Thật có thể phá vỡ cái kia một chiếc thuyền lớn phòng vé kỷ lục sao? Các ngươi đừng quá kích động, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, tiếp tục lộ diễn, tranh thủ lấy được càng cao doanh thu phòng vé. Tần mộ bạch đáp. Lão Chu, Điềm Điềm, hai người là nam nữ chính trong phim, diễn xuất. Trước mắt thầy Lương Gia Huy không đủ xem, đây cũng là lý do vì sao thầy Lương lại là diễn viên. Đại Điềm Điềm, tuyên truyền của em là người chia bài mỹ nữ sườn xám. Lão Chu người tuyên truyền cũng cùng diễn xuất không liên quan, cho nên. Dừng một chút, tần mộ bạch cổ vũ nói hai người các ngươi vẫn là học sinh chờ khai giảng sau hảo hảo đến trường không vội tiếp diễn có tốt kịch bản liền tiếp không tốt kịch bản các ngươi có thể để cho trường học lão sư cho các ngươi kiểm lão chu ngươi là bắt điện cấp không sáu điềm điềm ngươi là bắt điện cấp không bảy tạm thời không vội tiếp diễn được ăn cả ngã về không bộ phim này đủ các ngươi ăn vài năm làm diễn viên chỉ cần có diễn xuất sẽ không thiếu tác phẩm nhược quân gia ni hai người các ngươi cũng vậy trong lòng bọn họ giơ ngón tay cái lên còn phải là đạo diễn tần bình tĩnh đừng nói mấy người trẻ tuổi bọn họ lương gia huy huệ anh hồng cặn bả huy cũng không bình tĩnh đi theo chạy gần một tuần lộ diễn cũng hiểu được mấu chốt doanh thu phòng vé hơn nữa được ăn cả ngã về không cũng được công chiếu ở hương giang doanh thu phòng vé biểu hiện không tệ cùng là chủ đề chính của lương gia huy để tuyên truyền cùng với đề tài mới mẻ độc đáo. Doanh thu phòng vé mấy ngày đầu tiên không cao, cũng chỉ mấy chục vạn đô la Hồng Kông. Sau khi danh tiếng lan rộng, doanh thu phòng vé của ném cả ngã về không ở Hương Giang tăng vọt. Trong tuần đầu tiên phát hành, bị đánh cả ngã về không đã thu về 7,26 triệu đô la Hồng Kông tại Hơ Ung Di An. Doanh thu phòng vé này thậm chí so ra kém doanh thu phòng vé một ngày trong nước. Nhưng mà doanh thu phòng vé của phim nội địa tại hương giang không đáng kể tuy rằng được ăn cả ngã về không là làm thành phim hợp tác cũng có đầu tư của cơ cấu anh hoàng ngân đô thế nhưng người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được ăn cả ngã về không là phim nội địa được ăn cả ngã về không bắt đầu từ phương diện nào đều thỏa mãn định nghĩa hợp tác quay phim mộ bạch ta phát hỏa trở lại phòng đại điềm điềm hưng phấn không kiềm chế được Điềm Điềm, bình tĩnh. Tần Mộ Bạch kéo cô ngồi xuống. Đại Điềm Điềm không bình tĩnh được, cô thi vào Bắc Điện, chính là muốn làm diễn viên, nâng mình nổi tiếng. Ai ngờ, một bộ phim nổi tiếng. Lúc đầu, cô ấy nghĩ mình đã bị lừa. Còn nghĩ cũng chỉ hơn 2.000 vạn, coi như tiền tiêu vặt mà thôi. Nhưng mà, sau khi ăn cả ngã về không công chiếu, phòng vé bùng nổ. Tần Mộ Bạch khuyên can mãi, bảo Đại Điềm Điềm an tĩnh lại, bảo cô nghỉ ngơi thật tốt, còn có gần 10 ngày diễn đường. Đại Điềm Điềm nói không phải là lộ diễn, cô không sợ. Lúc trước là doanh thu phòng vé thấp, nhìn không thấy hy vọng. Được ăn cả ngã về không, một ngày doanh thu phòng vé vượt qua 20 triệu, làm cho bọn họ có nhiệt tình. Một ngày phá 20 triệu không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Bởi vì doanh thu phòng vé tuần thứ hai của được ăn cả ngã về không lại một lần nữa làm cho người ta xem không hiểu ngay cả tầng mộ bạch cũng tỏ vẻ xem không hiểu. Doanh thu phòng vé mỗi ngày, càng ngày càng cao. Anh ấy chưa bao giờ thấy một bộ phim như vậy. Ngày 28 tháng 7, doanh thu phòng vé đạt 21,57 triệu vào thứ hai. Ngày 29 tháng 7, doanh thu phòng vé thứ ba là 22,45 triệu. Ngày 30 tháng 7, doanh thu phòng vé thứ tư là 24,51 triệu. Ngày 31 tháng 7, doanh thu phòng vé thứ năm đạt 25,48 triệu, ngày 1 tháng 8, doanh thu phòng vé thứ sáu là 27,89 triệu, ngày 2 tháng 8, doanh thu phòng vé thứ bảy là 33,16 triệu, vào ngày 3 tháng 8. Nó đã thu về 37,52 triệu phòng vé vào Chủ nhật. Doanh thu phòng vé của được ăn cả ngã về không lại một tuần nghịch thiên, doanh thu phòng vé mỗi ngày đều vững bước tăng lên. Tuần thứ hai doanh thu phòng vé tích lũy là 192,58 tỷ. Một tuần thiếu chút nữa phá 200 triệu. Tuần 1, tuần 2 273, 54 triệu, tương đương với 274 triệu. Cách quán quân doanh thu phòng vé điện ảnh hoa ngữ 291 triệu không xa, cũng chỉ chuyện một hai ngày, cũng sẽ trở thành bộ phim điện ảnh hoa ngữ đầu tiên vượt qua doanh thu phòng vé 300 triệu. Mới công chiếu 2 tuần, được ăn cả ngã về không đã đạt được thành tích này. Bộ phim Xích Bích được công chiếu sớm hơn bộ phim được ăn cả ngã về không chỉ có doanh thu phòng vé 267 triệu. Mắt thấy lập tức bước vào cửa ải doanh thu phòng vé 300 triệu, được ăn cả ngã về không công chiếu, đoạt thức ăn trong miệng hổ, đoạt không ít doanh thu phòng vé. Vào năm 2008, một lịch trình chỉ có một bộ phim nổi tiếng, không chứa nổi bộ phim thứ hai. Người chiến thắng có tất cả. PS có ai xem topic này không? Cầu một chút hoa tươi miễn phí, phiếu đánh giá. Chương 7 Đăng đỉnh, hoa ngữ vé xem phim phòng quán quân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày 4, 8, doanh thu phòng vé cùng ngày của bộ phim Ăn Cả Ngã Về Không đạt 21,58 triệu nhân dân tệ, tổng doanh thu phòng vé là 295,18 triệu, tương đương 295 triệu. Đến nay, được ăn cả ngã về không đã vượt qua doanh thu phòng vé 291 triệu của toàn thành tận đái Hoàng Kim Giáp, trở thành quán quân doanh thu phòng vé điện ảnh hoa ngữ. Tuy rằng ngày hôm nay chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Thế nhưng, công chiếu 15 ngày, lên đỉnh quán quân doanh thu phòng vé. Mới nửa tháng, đã lên đỉnh. Tuy rằng tháng 8 là tháng Olympic, nhưng được ăn cả ngã về không còn có thời gian chiếu một tháng, doanh thu phòng vé rơi ở đâu. Ngày hôm nay, có phóng viên truyền thông muốn phỏng vấn Trương Nhất Mưu, nhưng không tìm thấy người. Bởi vì đạo diễn Trương Nhất Mưu bận rộn vì lễ khai mạc Olympic vài ngày sau. Cho dù là phóng viên của mẹ ương, cũng không đi phỏng vấn. Không ai đi quấy rầy Trương Nhất Mưu, cũng không ai dám. Không tìm được đương sự, vậy chỉ có thể tìm tầng mộ bạch, cùng với đoàn làm phim, được ăn cả ngã về không hỏi, hỏi trên đường diễn của bọn họ. Được ăn cả ngã về không sáng tác ra lộ diễn đoàn đội, phóng viên truyền thông cũng phái người đi theo, mỗi một ngày cũng không thiếu nhiệt độ, phóng viên truyền thông chủ động hỗ trợ hành hung. Trong năm 2008, Rau Sô đã có từ lâu. Cũng là đạo diễn trương nhất mưu mở đường cho bộ phim Anh Hùng, nhưng cũng chỉ có mấy ngày trước. Lộ diễn dày đặc như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Tần đạo diễn, ngươi hảo, chúc mừng ngươi lên đỉnh hoa ngữ điện ảnh phòng vé quán quân xin hỏi ngươi là như thế nào nghĩ đến quay được ăn cả ngã về không dạng này điện ảnh một phóng viên hỏi ba câu hỏi một lần tần mộ bạch nghe vậy thản nhiên nói tại sao quay một bộ phim như được ăn cả ngã về không lúc trước tôi đã nói đây là trách nhiệm của một nhân vật công chúng cũng là trách nhiệm của một đạo diễn bởi vì điện ảnh hoa ngữ cần càng nhiều loại hình điện ảnh phim tình cảm doanh thu phòng vé tốt như vậy tôi thực sự không nghĩ rằng từ ngày đầu tiên công chiếu, doanh thu phòng vé mỗi ngày đều tăng đều đặn, tôi có chút không đọc được, cho đến ngày hôm qua. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ta thật sự sợ phòng vé tiếp tục tăng, cái này không phù hợp phòng vé tăng trưởng đường công. Đổi lại một tuần trước, ta một chút lòng tin cũng không có, hiện tại lời nói. Ta phi thường có tự tin, được ăn cả ngã về không nhất định có thể phá vỡ cái kia một chiếc thuyền lớn phòng vé kỷ lục. Hôm nay doanh thu phòng vé nhất định vượt qua 300 triệu. Khoảng cách 360 triệu cũng không xa, nhanh thì một tuần này có thể phá vỡ, chậm thì Cái này không rõ ràng lắm, dù sao có thể phá vỡ cái kia một chiếc thuyền lớn doanh thu phòng vé kỷ lục. 10 năm, đời người có bao nhiêu cái 10 năm. Hoa ngữ điện ảnh hao phí 10 năm thời gian mới lấy được phòng vé quán quân, tuy rằng chậm một chút, nhưng là Đây là thuộc về Hoa ngữ điện ảnh thắng lợi. Hơn nữa, ta đối với e được ăn cả ngã về không, điểm cuối không chỉ là cái kia một chiếc thuyền lớn phòng vé kỷ lục, là hướng về phía 400 triệu chạy nước rút, thậm chí cao hơn phòng vé kỷ lục. Nghe lời này, tất cả mọi người ở đây tâm tình đều kích động. Chiếc thuyền lớn đó đè nặng trên phim hoa ngữ quá lâu. 10 năm. Suốt 10 năm. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm? Đúng như Tần Mộ Bạch nói, tuy muộn nhưng đến. Đạo diễn Tần xin hỏi bộ tác phẩm tiếp theo của anh định quay đề tài gì, vẫn là loại hình phim sao? Tần mộ bạch nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, thừa nước đục thả câu. Qua một thời gian ngắn các ngươi sẽ biết. Đạo diễn Tần, anh đã lập dự án chưa? Có thể nói đúng không? Tần mộ bạch khẽ gật đầu, không tiếp tục đề tài này, quay về vấn đề chính. Hôm nay là ngày cuối cùng của rau sô. Vài ngày nữa là khai mạc Olympic. Tần Mộ Bạch muốn chạy về hiện trường quan sát. Cả đời trước hắn chỉ xem trước tivi. Đời này cuối cùng cũng có thể đến hiện trường. Vé mở màn của anh ấy, mối quan hệ đằng sau Big Sugar và sau đó lấy được hai vé mở màn. Hắn cùng Đại Điềm Điềm đi xem. Nếu không là có giai đoạn tính nhiệm vụ, Tần Mộ Bạch đã sớm trở thành giới giải trí đại lão. Bất quá hiện tại cũng không muộn kết thúc một ngày biểu diễn và trở về khách sạn vừa lên xe chu nghệ long phấn chấn nói đạo diễn tần hay là tiếp tục diễn tần mộ bạch tức giận nói cút đi chạy nửa tháng đường diễn các ngươi không chê mệt ta cũng mệt à mấy ngày nữa sẽ khai mạc olympic tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày đến hiện trường xem lễ khai mạc olympic mọi người thì ra là thế đại điềm điềm ông cánh tay tần mộ bạch, cái đầu nhỏ tựa vào trên vai hắn, ngọt ngào cười, nói. Bất tài, em cũng có vé khai mạc. Mọi người tự bế. Được rồi, nửa tháng đường diễn có thể. Tần mộ bạch không tiếp tục đã kích, nói như thế. Tuy rằng lộ diễn kết thúc, nhưng tuyên truyền vẫn chưa kết thúc. Các ngươi sau khi trở về, sẽ có không ít truyền thông phóng viên tìm tới cửa, các ngươi còn không thể nghỉ ngơi. Tiếp tục tuyên truyền mặc dù tại thế vận hội thời gian hiệu quả không rõ ràng, nhưng có tốt hay không đúng không? Thế vận hội Olympic khai mạc, chúng ta liền thật cùng thế vận hội tranh đoạt khán giả. Ngày hôm qua phòng vé chỉ có 2.158 vạn, hôm nay phòng vé 1.842 vạn, điều này nói rõ cái gì? Dừng lại mấy hơi thở, tầng mộ bạch nhìn quanh một vòng, mới tiếp tục nói. Nói rõ, được ăn cả ngã về không, phòng vé tiềm lực kém không nhiều lắm dùng hết một tuần này bắt đầu, phòng vé mỗi ngày đều tại giảm bớt. Tổng doanh thu phòng vé có thể đi bao xa, nhìn đường công phòng vé tuần này. Bất quá, được ăn cả ngã về không đã phá 300 triệu, trở thành hoa ngữ điện ảnh bộ thứ nhất phá 300 triệu điện ảnh. Cũng là quán quân phòng vé năm nay. Phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé của chiếc thuyền lớn kia sắp tới. Cũng đừng trách họ mỗi lần cầm một chiếc thuyền lớn nói, bởi vì như vậy có thể kích thích, kéo theo tính tích cực của mọi người, trên phương diện tuyên truyền cũng có thể xúc tiến. Cuối cùng, Tần Mộ Bạch không quên tiếp tục đánh máu gà cho bọn họ. Sau khi các cậu trở về, đừng mơ mộng hảo huyền quá, được ăn cả ngã về không là bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo, còn có tuyên truyền đúng chỗ. Doanh Thu phòng vé kêu gọi lực, các ngươi không đủ xem, còn kém lương giai huy lão sư tuyên truyền phim. Đặc biệt là đại điềm điềm, lão Chu hai người các ngươi, chờ khai giảng sau, kiên định tại trường học tôi luyện diễn xuất. Ta lúc trước đã nói, được ăn cả ngã về không đủ các ngươi ăn vài năm, cho dù là sau khi tốt nghiệp. Dù sao đi, có diễn xuất bên người, tốt hơn không có diễn xuất đúng không? Chu Nghệ Long rất nhanh lĩnh ngộ được trọng điểm, dứt khoát nói. Đạo diễn Tần, anh có hy vọng tìm chúng tôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mộ Bạch thành thật nói. Các cậu mới 20 tuổi, không cần quá gấp gáp. Bởi vì hiện tại đại đa số nhân vật chính trong phim đều trên dưới 30 tuổi. Ở độ tuổi này, thích hợp nhất là phim thanh xuân. Nhưng phim thanh xuân không thể tôi luyện diễn xuất, còn không bằng ở trường học chăm chỉ học tập. Lời nói của Tần Mộ Bạch, tất cả mọi người đều ghi tạc trong lòng. Ba người Chu Nghệ Long, Đại Điềm Điềm, Trương Nhật Quân còn là sinh viên trường Bắc Điện. Trương Gia Ni và Tần Mộ Bạch cùng cấp, học sinh cấp 03 Bắc Điện. Bất quá Trương Gia Ni là lớp cao cấp cấp 03 Bắc Điện, đã sớm tốt nghiệp. Tôi chọn cô ấy vì cô ấy miễn phí. Được rồi, nàng là một trong những hồng nhan tri kỷ của tầng mộ bạch. ts Cảm tạ 13 mươi đại lão 100 vip điểm khen thưởng. Chương 8 2008 năm 8 nguyệt 8 ngày kinh thành thế vận hội Olympic. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lúc này, nhóm Sáng Lập được Ăn Cả Ngã Về Không đang ở tỉnh Quảng Đông. Hai ngày cuối tuần, được Ăn Cả Ngã Về Không tuyên truyền tại Hương Giang, cuối cùng lại trở về tỉnh Quảng Đông tiếp tục chạy biểu diễn. Ngay từ đầu là không có dự toán diễn đường Hương Giang. Thế nhưng, ai bảo doanh thu phòng vé của được Ăn Cả Ngã Về Không bùng nổ ở Hương Giang. Tuần đầu tiên doanh thu phòng vé 7,26 triệu đô la Hồng Kông. Doanh thu phòng vé tuần sau là 15,47 triệu đô la Hồng Kông. Doanh thu phòng vé này thoạt nhìn, rất thấp rất thấp. Nhưng ở Hương Giang, doanh thu phòng vé này rất cao. Với 22,73 triệu đô la Hồng Kông tích lũy trong 2 tuần, nó đã trở thành vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng điện ảnh Hơ Ung Chiền năm 2008 và cũng vượt qua chi tại Hơ Ung Chiền. Vị trí thứ nhất là Trường Giang số 7 của đạo diễn Tinh Gia, doanh thu phòng vé Hương Giang là 51,44 triệu, doanh thu phòng vé nội địa là 203 triệu. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé nội địa của Trường Giang 7 đã bị được ăn cả ngã về không vượt qua. Được ăn cả ngã về không mặc dù không lựa chọn công chiếu cùng lịch với xích bích. Thế nhưng, được ăn cả ngã về không giảm lên xích bích thượng vị. Chi phí của xích bích là 80 triệu USD, chỉ dựa vào việc trong nước khó khăn, nhưng cộng thêm doanh thu phòng vé ở nước ngoài xích bích cuối cùng vẫn là hồi vốn. Bởi vì doanh thu phòng vé của xích bích đang trong cuộc sống gia đình tạm ổn. Cuộc sống gia đình tạm ổn, lịch sử ba nước. Nhập ma rồi. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn được ăn cả ngã về không, mọi người vô cùng không nở. Ngày 5 tháng 8, hơn một giờ tối. Mọi người ăn ở một quán ăn vặt nào đó ở tỉnh Quảng Đông, tỉnh Tham Ăn. Uống say, tất cả mọi người tỏ vẻ muốn tiếp tục diễn, tầng mộ bạch vô cùng im lặng. Đây là tình trạng hiện tại ngay từ đầu nhăn nhó nhó không muốn vất vả chạy đường diễn nhìn thấy thành tích doanh thu phòng vé sau khi mình cũng nổi tiếng tính tích cực kia đều có thể cướp nghiệp vụ từ trong tay diêm vương gia trong đó tính tích cực của hai người đại điềm điềm chu nghệ long là cao nhất đám người trương nhược quân trương gia ni là bởi vì doanh thu phòng vé của được ăn cả ngã về không gần đây cũng có lịch trình cùng nhau chạy diễn ít nhất có thể nâng cao nhiệt độ của mình đạo diễn tần Tôi uống ly này, có gì cần cứ nói, tôi diễn miễn phí. Đạo Diễn Tần, cạn ly. Đạo Diễn Tần, vô cùng cảm ơn anh, thật sự. Đông. Chu Nghệ Long uống say, đập đầu lên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Căng thẳng nửa tháng lộ diễn rốt cục kết thúc, một cái cao hứng, không cẩn thận uống nhiều, cũng không trách hắn. Bởi vì tất cả mọi người như vậy, cho dù là Lương Gia Huy, Huệ Anh Hồng tra tra huy lần nữa gia nhập lộ diễn ba người cũng uống say như vậy ba người bọn họ chỉ đi theo lộ diễn tuần đầu tiên sau đó là lộ diễn hai ngày cuối tuần ở hương giang sau đó tiếp tục đi theo đến quảng đông tỉnh lại chạy hai ngày lộ diễn tra tra huy cũng mời rượu dùng hắn không thuần thuộc tiếng phổ thông nói đạo diễn có trò hay tìm ta nhất định huệ anh hồng cũng nói muốn tìm anh thù lao đóng phim của cô không đắt Tần Mộ Bạch cười gật đầu, nói sẽ tìm cô diễn kịch. Huệ Anh Hồng là diễn viên phụ Hoàng Kim, diễn xuất, cũng không có những chuyện loạn thất bát tao kia, tìm cô diễn xuất Tần Mộ Bạch phi thường vui vẻ. Đương nhiên rồi, cũng là bởi vì Huệ Anh Hồng, tra tra huy đi theo chạy vài ngày lộ diễn. Tần Mộ Bạch có yêu cầu đối với điện ảnh của mình, nếu có thể cùng nhau chạy trốn diễn viên, không cần đại bài. Ngôi sao lớn, không chạy theo. Người đang nghĩ cái trắm ăn yêu cầu nhiều như vậy, dựa vào cái gì tìm ngươi diễn trò? Ở Trung Quốc chưa bao giờ thiếu diễn viên giỏi, chỉ thiếu một đôi mắt giỏi về phát hiện. Tần mộ bạch không muốn chịu tội đó, đều tìm diễn viên có thể nghe theo sự sắp xếp của đoàn làm phim. Lương Giai Huy ngược lại không sốt ruột, bởi vì anh và Tần Mộ Bạch không chỉ hợp tác trong bộ phim được ăn cả ngã về không, mà còn có một bộ phim văn nghệ khác. Bạo liệt tay trống. Quay xong được ăn cả ngã về không. Tần Mộ Bạch lập tức quay bạo liệt tay trống. Hơn nữa, dàn diễn viên cũng là dàn diễn viên được ăn cả ngã về không. Nữ chính, Đại Điềm Điềm, nam chính, Lương Gia Huy. Các diễn viên còn lại được ăn cả ngã về không. Các diễn viên khác cũng có phần diễn trong tay trống bùng nổ, nhưng ít lại càng ít, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Vở kịch tay trống bạo liệt tập trung vào hai người Đại Điềm Điềm Lương Giai Huy. Tuy rằng không đi theo hình thức quay phim, nhưng hai bộ phim nối liền không kẻ hở, vô cùng khảo nghiệm bản lĩnh đạo diễn. Thế nhưng, đối với Tần Mộ Bạch mà nói, căn bản không tính là gì. Được ăn cả ngã về không quay ba tháng, nổ tung tay trống quay phim nửa tháng. Bị ăn cả ngã về không công chiếu rồi. Bộ phim tay trống bùng nổ vẫn chưa xác định lịch trình, bởi vì Tây Trống Bùng Nổ phải tham gia liên hoan phim Venice lần thứ 65 từ ngày 27 đến ngày 6 tháng, tháng 8 năm 2008. Đạo diễn Tần, bạo liệt Tây Trống khi nào thì công chiếu? Lương Gia Huy chờ mong hỏi. Tần Mộ Bạch thản nhiên nói: "Anh Gia Huy, đừng vội, chờ liên hoan phim Venice kết thúc rồi nói sau. Có thể lấy được giải thưởng." Không rõ ràng. Tần Mộ Bạch ăn ngay nói thật: Năm ngoái, bộ phim ngắn Điều âm sư của anh đã giành được giải thưởng sư tử vàng phim ngắn xuất sắc nhất Venice lần thứ 64. Năm nay, anh lại tham dự liên hoan phim Venice với bộ phim Black the Room. Không cần tham gia tuyển chọn, tự động vào vòng trong. Đây hình như là quy củ của Venice, bộ phim của anh lấy được giải thưởng lớn Venice, bộ phim tiếp theo tự động vào vòng trong. Tuy rằng năm ngoái Tần Mộ Bạch giành được giải thưởng sư tử vàng phim ngắn xuất sắc nhất nhưng mà, bạo liệt tay trống không có sai đi đâu cả. Cho dù tần mộ bạch đem nam chính đổi thành nữ chính, chuyên môn nâng đỡ đại điềm điềm. Mà cải sau phiên bản, hiệu quả cùng rõ ràng, làm cho thị giác người ta càng nổ tung trùng kích. Thời gian nhoán lên một cái. Ngày 8 tháng 8 năm 2008. Ngày hôm nay, lễ khai mạc Olympic thủ đô. Ngày này, cũng sẽ ghi vào sử sách. Ngày hôm nay, tầng mộ bạch, Đại Điềm Điềm hai người cầm vé khai mạc, đi tới hiện trường xem lễ khai mạc Thế vận hội Olympic. Đứng ở hàng đầu nhìn, nội tâm tầng mộ bạch rất kiêu ngạo. Từ ngày này bắt đầu, nước ngoài quốc gia chú ý nói Hoa Quốc cuộc khởi. Trên thực tế, vào tháng 5, nước ngoài đã chú ý đến Trung Quốc. Bởi vì một hồi tai nạn kia, làm cho lực ngưng tụ của cả nước Hoa hoàn toàn bại lộ ở trong mắt người nước ngoài. Khó khăn nhất đều vượt qua ở hiện trường xem lễ khai mạc tâm tình tần mộ bạch vô cùng kích động đại điềm điềm cũng phấn chấn nói trình độ của đạo diễn trương quá cao chợt nàng nhìn về phía tần mộ bạch cười khanh khách nói mộ bạch ngươi có năng lực đạo diễn như vậy khai mạc lễ sao tần mộ bạch đưa cho cô một cây bạch dương để cô tự nhận thức không nói có năng lực hay không trường hợp như vậy cũng chỉ có quốc sư trương nhất mưu mới có thể đảm nhiệm không thấy tổng đạo diễn của thế vận hội mùa đông tương lai vẫn là trương nhất mưu tại sao không tìm anh trần khải sao không tìm phùng hiểu cương tại sao không tìm đạo diễn khác bởi vì trương nhất mưu đã bị người ngoài hành tinh khai quang trong một buổi lễ duyệt binh năm nào đó được rồi đùa thôi ngay từ đầu quốc sư là toàn bộ giới kinh tế tòa soạn báo truyền thông thổi phòng trương nhất mưu từ hôm nay về sau quốc sư trở thành đại danh từ ngự dụng của Trương Nhất Mưu. Sau hôm nay, điện ảnh hoa ngữ cũng sẽ nên đón một phi thăng về chất. Bởi vì được ăn cả ngã về không sắp phá kỷ lục doanh thu phòng vé của chiếc thuyền lớn kia. PS Cầu hoa tươi Cầu phiếu đánh giá Cầu khen thưởng Cầu thúc giục thêm phiếu Cầu vé tháng Chương 9 Phòng bán vé phá kỷ lục, đăng đỉnh phòng bán vé quán quân bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày 8, 8, lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Cũng trong ngày này, được ăn cả ngã về không lên tới ngay vạn quán quân doanh thu phòng vé. Sau 10 năm, điện ảnh hoa ngữ một lần nữa giành được quán quân thuộc về mình. Tuy rằng rất nhanh sẽ bị tạp thần một lần nữa vượt qua, nhưng ít nhất đã từng có được. Đường công phòng vé tuần thứ ba mới là đường công phòng vé của một bộ phim bình thường.

hơn nữa còn bước vào đại quan 400 triệu. Cũng vào ngày thứ sáu, cũng là ngày 8 tháng 8. Ô Úc Úc En thu về 363,22 triệu vé, tương đương 363,3 triệu vé. Đến lúc này, kỷ lục doanh thu phòng vé của chiếc thuyền lớn kia đã bị phá vỡ. Ngày 8 tháng 8, hôm nay là Thế vận hội Olympic Bắc Kinh. Ngày 8, 8, ngày này cũng là ngày được ăn nóng cả phá kỷ lục doanh thu phòng vé của Titanic lên tới quán quân doanh thu phòng vé cũng không biết là may mắn hay là không may mắn bởi vì tất cả các tiêu đề của ngày hôm nay đều bị thống trị bởi lễ khai mạc olympic trong vài ngày tới tiêu đề tin tức đều là olympic tin tức được ăn cả ngã về không chỉ có thể tìm được ở góc cạnh mua tìm kiếm nóng xin lỗi anh không thể mua nổi nhiều tiền hơn nữa đương nhiên rồi chủ yếu là không đáng giá trong thời gian diễn ra thế vận hội các tiêu đề tin tức nóng hổi đều xoay quanh thế vận hội a a a a vừa về đến nhà đại điềm điềm đã biết được ăn cả ngã về không leo lên vị trí quán quân doanh thu phòng vé tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh mộ bạch anh yêu em đại điềm điềm vô cùng chủ động tần mộ bạch cũng không cự tuyệt được sau khi tất cả trở về bình tĩnh đại điềm điềm nhẹ giọng nỉ non nói mộ bạch ngươi thật lợi hại. Cũng không biết đại điềm điềm là nói hắn đạo diễn lợi hại, hay là vừa rồi. Khụ khụ, gạch đi. Rốt cục phá vỡ kia một chiếc thuyền lớn phòng vé kỷ lục, hắc hắc hắc. Đại điềm điềm phi thường vui vẻ, quá có can đảm nghĩ, vậy mà nói như vậy. Mộ bạch, bạo liệt tay trống lúc nào công chiếu, có thể lấy được càng cao phòng vé sao? Tần mộ bạch. Hít sâu một hơi, anh không nói gì. Điềm điềm, em nghĩ thế nào? Bởi vì đạo diễn là mộ bạch cậu. Tốt, hắn không thể phản đối. Ngươi cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy phòng vé nhất định rất tốt được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tần mộ bạch. Đại điềm điềm nổi giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Bạo liệt tay trống cũng là được ăn cả ngã về không ban đầu nhân mã, làm sao lại không thể muốn một cái cao doanh thu phòng vé. Doanh thu phòng vé cao của phim nghệ thuật đương nhiên không phải đại điềm điềm lầm bầm một tiếng nói là doanh thu phòng vé của phim hoa ngữ bay rồi đại điềm điềm bay rồi một bộ phim làm cho đại điềm điềm hoàn toàn bay cũng đúng đổi một người khác điện ảnh cung xử nữ giành được ngay vạn quán quân doanh thu phòng vé anh cô cũng sẽ bay chớ đừng nói chi là nhân gian phú quý hoa đại ngọt ngào hưng phấn qua đi đại điềm điềm truy vấn mộ bạch Ngươi tiếp theo bộ phim ta muốn làm nữ chính. Điềm điềm, em quên lời anh nói với em sao? Ta muốn làm nữ chính. Đại điềm điềm bắt đầu làm nũng. Ta kế tiếp bộ điện ảnh nam nữ chính đều là 30 tuổi trên dưới, cho nên. Điềm điềm ngươi không thỏa mãn yêu cầu, ngươi ở trường học hảo hảo đi học, tôi luyện diễn xuất. Dừng một chút, tần mộ bạch uyển chuyển nói. Điềm điềm, em nghĩ như vậy, anh với em hợp tác hai bộ phim trong thời gian ngắn, ta sẽ không cùng một nữ diễn viên hai đáp, cho nên. Vậy khi nào thì hai đáp? Đại điềm điềm chu cái miệng nhỏ nhắn, vẽ mặt viết ủy khuất. Chờ sau khi tốt nghiệp. Cái gì? Tốt nghiệp. Giọng đại điềm điềm cao hơn vài điệu. Nàng một bên đến ngón tay, một bên nói. Chờ ta tốt nghiệp, đều năm 2011, còn có ba năm. Không được, anh là đạo diễn ký hợp đồng của công ty tôi, hay là cổ đông? Anh phải nâng đỡ tôi nổi tiếng. Tần mộ đảo trong mắt, có chủ ý, đề nghị. Lễ khai mạc Olympic tối nay có đặc sắc không? Đặc sắc A, làm sao vậy? Đạo diễn lễ khai mạc Olympic là Trương Nhất Mưu, anh không muốn hợp tác với đạo diễn Trương sao? Có thể không? Điềm điềm, tự tin một chút. Nhưng mà... Đại điềm điềm do dự bởi vì nàng bây giờ còn không có bị đả thông tiền năng lực người thiết lập, nàng chỉ là một cái ra đời chưa sâu ngọt công chúa. Nếu không phải tầng mộ bạch, tác phẩm xuất đạo ngọt ngào. Quên đi, không nói cũng được. Tần mộ bạch truyền thụ cho đại điềm điềm tư duy, năng lực tiền mặt của cô, khiến cô lớn mật nghĩ, đầu tư vào tác phẩm của Trương Nhất Mưu, tạo ra nữ chính cho cô. Bên hương giang, tần mộ bạch bảo đại điềm điềm đừng đụng vào. Bởi vì phim Hương Giang kết thúc rồi. Hiện tại đi Hương Giang, tương đương 49 năm gia nhập quốc quân. Đại Điềm Điềm tuy rằng không hiểu, nhưng thắng ở chỗ nàng nghe lời. Bởi vì Đại Điềm Điềm đã là hình dạng của Tần Mộ Bạch rồi. Sau khi bộ phim được ăn cả ngã về không, lên ngôi quán quân doanh thu phòng vé, đám người Chu Nghệ Long, Trương Nhược Quân, Trương Gia Ni lần lượt gọi điện thoại cho anh. Tần Mộ Bạch bảo bọn họ ổn định, ngàn vạn lần đừng bay làm một diễn viên tôi luyện diễn xuất cho tốt. Đương nhiên rồi, Tần Mộ Bạch cũng nhận được điện thoại của bạn gái cũ, Hồng Nhan Tri Kỷ, trong lời ngoài lời đều phải diễn tác phẩm tiếp theo của Tần Mộ Bạch. Ông nói tác phẩm tiếp theo nam nữ chính phải hơn 30 tuổi, có con. Không phù hợp với thiết lập của các nàng. Bạn gái cũ, Hồng Nhan Tri Kỷ. Hắn cũng không có nói dối. Bộ phim tiếp theo, Tần Mộ Bạch đã sớm viết xong kịch bản, cũng lập dự án, qua thẩm vấn. Chờ tần mộ bạch chọn diễn viên, mang theo bạo liệt tay trống đi liên hoan phim Venice. Sau khi trở về, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Bộ phim tiếp theo tần mộ bạch chọn là Cô ấy biến mất, giống như được ăn cả ngã về không, đều là bộ phim được công chiếu vào mùa hè năm 2023. Chọn được ăn cả ngã về không, tần mộ bạch lựa chọn bộ phim cùng lịch trình. Yêu cầu đối với diễn viên của cô biến mất, nam nữ chính đều hơn 30 tuổi, ít nhất cũng phải trên dưới 30 tuổi. Đại Điềm Điềm mới 20 tuổi, một chút cũng không phù hợp. Những diễn viên từng hợp tác như Lương Gia Huy, Cặn Bả Huy, tuổi tác quá lớn. Hơn nữa, cô biến mất, không cần làm thành phim hợp tác. Bởi vì doanh thu phòng vé của được ăn cả ngã về không bùng nổ, cùng với đề tài năng lượng tích cực như được ăn cả ngã về không, tầng mộ bạch được cấp trên chú ý. Ngay từ đầu, cô biến mất xét duyệt khó sinh chờ được ăn cả ngã về không giành được quán quân doanh thu phòng vé điện ảnh hoa ngữ hàng tam gia tự mình gọi điện thoại cho hắn nói với hắn cô ấy biến mất đã qua thẩm vấn đến lúc đó tán gẫu một chút vấn đề đầu tư quay phim các phương diện đây chính là phân biệt đối xử một khi bạn có điểm số thì nói quỳ liếm quá mức nhưng mà các phương diện yêu cầu đối với ngươi đều sẽ bật đèn xanh tương ứng đối với những chuyện này, trong lòng tần mộ bạch hiểu rất rõ. Mà làm được ăn cả ngã về không phá vỡ kia một chiếc thuyền lớn doanh thu phòng vé kỷ lục về sau, hàng tam gia liên tiếp gọi vài cái điện thoại cho tần mộ người da trắng, để cho hắn đến trung ảnh một chuyến, hảo hảo trò chuyện một chút tiếp theo bộ phim điện ảnh. Thái độ này càng rõ ràng. PS Số liệu không thấy tăng AO, O cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Cầu khen thưởng. Cầu thúc dục thêm phiếu. Cầu vé tháng. Chương 10. Cuối cùng phòng bán vé, mới biên bản của phòng vé. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Ngày 11 tháng 8, thứ hai. Tần Mộ Bạch đến Trung ảnh. Đạo diễn Tần, anh tính rồi đấy. Hàng Tam Gia vừa cười vừa nói. Tần Mộ Bạch khiêm tốn nói. Hàng tổng, ta một mực tại chạy trốn diễn, thật sự không có thời gian mấy ngày hôm trước có đi xem thế vận hội Olympic, cuối tuần trung ảnh lại không đi làm, này không phải thứ hai ta lập tức tới báo cáo. Hàng tam gia lắc đầu cười khổ, không nói gì nữa. Tần mộ bạch tốt nghiệp khoa đạo diễn cấp 03 Bắc Điện, căn chính miêu hồng. Bộ phim ngắn Điều âm sư năm ngoái đã giành được giải thưởng sư tử vàng phim ngắn xuất sắc nhất Venice lần thứ 64. Từ đó về sau, hắn đã bị trung ảnh, cấp trên chú ý tới mặc dù là phim ngắn đoạt giải, nhưng cũng là lần đầu tiên Hoa Quốc giành được giải thưởng. Trước khi điều âm sư giành được giải thưởng lớn, Tần Mộ Bạch cũng đến các công ty lớn kéo đầu tư, lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Lấy được giải thưởng lớn, lại bởi vì đại điềm điềm, Tần Mộ Bạch không thiếu đầu tư. Bên người có một cái, tiền năng lực ngọt công chúa, hắn kéo lên công ty khác nhập bọn, chỉ là vì không ăn một mình, cùng với gánh chịu mạo hiểm, để điện ảnh phòng vé nâng cao một bước. Mộ Bạch, bộ phim tiếp theo khi nào thì quay? Vừa tiến vào văn phòng, hàng tam gia cười hỏi. Tần Mộ Bạch nói: "Hàng tổng, tôi cũng là người, cũng muốn nghỉ ngơi a. À. Hơn nữa, cuối tháng còn phải đi Venice." "Venice?" Hàng tam gia kinh ngạc nói. Tần Mộ Bạch đành phải kể lại bộ phim bạo liệt tay trống này một lần. "Có tự tin lấy được giải thưởng lớn không?" "Tôi nói không có, hàng tổng anh tin không?" cũng may hàng tam gia không có suy nghĩ nhiều càng không có hỏi nhiều bởi vì hắn chú trọng doanh thu phòng vé trong lòng hắn phim thương mại là vua hàng tam gia hỏi cô ấy biến mất có thể lấy được doanh thu phòng vé cao hơn không tần mộ bạch giải thích được ăn cả ngã về không có thể giành được doanh thu phòng vé cao như vậy một là bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo một là tuyên truyền làm được về phần cô ấy biến mất có thể lấy được doanh thu phòng vé như thế nào vẫn là một ẩn số hàng tam gia gật gật đầu, cũng rõ ràng doanh thu phòng vé là một điều bí ẩn. Từ khi anh hùng mở ra bộ phim Tiếng Hoa, mỗi năm. Phàm là một bộ phim hoa ngữ công chiếu, đều kêu gào phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé của chiếc thuyền lớn kia. Nhưng cuối cùng thì sao? Bị ăn cả ngã về không nhặt được tiện nghi. Trước khi bộ phim được ăn cả ngã về không được công chiếu, trung ảnh, viện hàng lâm áp đảo bộ phim Xích Bích, nhưng ai có thể nghĩ đến doanh thu phòng vé của bộ phim trước nghiền nát bộ phim sau, bộ phim sau cho đến nay vẫn chưa bước vào cửa ải doanh thu phòng vé 300 triệu. Quá bi thảm. Nguyên thời không, bộ phim đầu tiên của Xích Bích tốt xấu gì cũng có doanh thu phòng vé 321 triệu. Giờ thì sao? Không nói cũng được. Hàng tam gia bảo tần mộ bạch tới, chủ yếu tán gẫu về đầu tư của cô ấy biến mất, cùng với các vấn đề như quay phim, công chiếu được ăn cả ngã về không không phải là lịch trình tốt nhất nhưng lại giành được doanh thu phòng vé tốt nhất với tư cách là nhà vô địch phòng vé bộ phim tiếp theo phân biệt đối xử từ xét duyệt lập dự án đầu tư chuẩn bị quay phim lịch trình tuyên truyền công chiếu chờ đã đèn xanh kìa loại đãi ngộ này chỉ có một số ít đạo diễn như trương nhất mưu trần khải ca phùng hiểu cương giang văn mới có đãi ngộ cũng chính là hàng tam gia coi trọng doanh thu phòng vé, vé thương mại là vua. Bộ phim tầng mộ bạch quay có thể giành được doanh thu phòng vé cao, hơn nữa bộ phim được ăn cả ngã về không này được cấp trên điểm danh khen ngợi. Tuy rằng không có lên tin tức truyền hình, nhưng lên thuyết pháp hôm nay còn không chỉ một lần. Đương nhiên rồi, truyền thông chính thức, nền tảng từ khi công chiếu tới nay, cơ hội đang theo dõi đưa tin. Chính phủ nghiêng tài nguyên đưa tin cũng trợ công được ăn cả ngã về không lấy được doanh thu phòng vé cao như vậy. Nền tảng chính thức đưa tin, chỉ là bởi vì được ăn cả ngã về không là phim phản trá, cũng là phim năng lượng tích cực. Vào những năm 2008, bộ phim Ném cả ngã về không gần như là đã kích hàng không. Cuối cùng, hàng tam gia không quên để tầng mộ bạch tập trung vào phim thương mại. Trong nước không có mấy đạo diễn quay phim thương mại, hơn nữa không bán chỗ ngồi. Hàng tam gia nói, cô ấy biến mất, đầu tư, tần mộ bạch khéo léo từ chối, cũng đem công ty đại điềm điềm. Cũng là công ty của mình kéo vào. Bởi vì cô biến mất không cần làm thành phim hợp tác, bên đầu tư chỉ có hai nhà trung ảnh, tinh thần đại hải. Tinh thần đại hải chiếm 60% thị phần đầu tư, trung ảnh chiếm 40% thị phần đầu tư, bản quyền thuộc về tinh thần đại hải. Rõ ràng là phim có thể kiếm tiền, tầng mộ bạch đương nhiên phải đầu tư chính nếu không là không thoát khỏi trung ảnh cũng không muốn ăn một mình tầng mộ bạch tuyệt đối sẽ quên đi vẫn là khiêm tốn một chút hắn tiếp theo bộ điện ảnh dùng chân nghĩ đều rõ ràng trong giới điện ảnh công ty mang theo bao tải đưa tiền chỉ có kéo lên trung ảnh mới có thể bảo đảm biến mất nàng không bị bắn tỉa nhà đầu tư được ăn cả ngã về không cũng đồng dạng là tinh thần đại hải chủ đầu tư bởi vì Được Ăn Cả Ngã Về Không là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Tần Mộ Bạch, Trung Quốc giành được 20% thị phần đầu tư, Cơ quan Ngân đô, Anh Hoàng đều chiếm 10% thị phần đầu tư tượng trưng. Bây giờ, bọn họ đều hối hận. Sớm biết như thế, nên lấy được càng nhiều phần đầu tư. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận đáng nói. Được Ăn Cả Ngã Về Không, từ sau khi phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé của chiếc thuyền lớn kia, Tần Mộ Bạch trở thành bánh trái thơm ngon trong giới điện ảnh và truyền hình. Lại bởi vì thế vận hội Olympic bắt đầu, trên mạng mỗi ngày đều là tìm kiếm nóng của vận động viên. Tần Mộ Bạch chuyên tâm lại, sau khi vẽ cảnh cô ấy biến mất, cũng bắt đầu chuẩn bị. Cũng may là nghỉ hè, Tần Mộ Bạch không bị giáo viên bắt tráng đinh đi bắt điện giảng bài. Tuy nhiên, không tránh được các cuộc họp giữa các buổi tọa đàm để tần mộ bạch truyền thụ kinh nghiệm doanh thu phòng vé cao của được ăn cả ngã về không? Tần mộ bạch. Cả người hắn đều bối rối. Được ăn cả ngã về không giành được doanh thu phòng vé cao như vậy, một là đề tài mới mẻ độc đáo, một là tuyên truyền mạnh mẽ. Tất nhiên rồi, quan trọng nhất là tôn trọng khán giả, không cho khán giả ăn cứt. Chia sẻ kinh nghiệm. Tần mộ bạch không xứng, bởi vì ông ta nói nhiều hơn nữa, những đạo diễn đời thứ năm, đời thứ sáu của tôi đều quay phim theo phong cách của mình sẽ không cân nhắc đến khán giả cho dù là phùng hiểu cương hắn cũng vậy năm ngoái sau khi bộ phim số tập kết được công chiếu phùng hiểu vừa mới bắt đầu triển vọng giải thưởng chính là hắn quay phim hài cũng là vì vòng tiền không có tấm lòng ban đầu nhất định đi xuống dốc cuối cùng bị lãng quên ví dụ như bộ phim phi thành vật nhiễu không phải là phim giới thiệu tiền sao đợi đến năm 2012 Phùng Hiểu Cương mất đi doanh thu phòng vé mừng tuổi, thời đại thuộc về anh đã hoàn toàn kết thúc. Cả tháng 8, Tần mộ bạch đều ở trong hội nghị, họp hành, hợp hành. Tất nhiên, anh ấy cũng đang theo dõi Olympic cho đến khi kết thúc. Ngày 24 tháng 8, lễ bế mạc Olympic. Tần mộ bạch, đại điềm điềm lại tham dự, sẽ không bỏ qua một khắc cả đời khó quên. Hôm nay, cũng là chủ nhật. Đồng dạng, doanh thu phòng vé của được ăn cả ngã về không cũng chính thức phá 500 triệu vào ngày này. Ngày này cũng đồng dạng được ghi vào sử sách. Tiềm năng phòng vé của ăn cả ngã về không nói là cạn kiệt, nhưng phòng vé mỗi ngày đều rất ổn định. Tổng doanh thu phòng vé tuần thứ tư là 71,68 triệu, tổng doanh thu phòng vé trong tuần thứ năm là 29,56 triệu. Đến nay, doanh thu phòng vé của ném cả ngã về không đã lên tới 502,76 triệu tương đương 503 triệu. Doanh thu phòng vé này cũng kém không nhiều lắm đi tới điểm cuối. Trên thực tế chênh lệch có chút lớn. Bởi vì cho đến khi ra mắt, bộ phim đã thu về 532,17 triệu đô la Mỹ, tương đương 532 triệu đô la Mỹ. Không những vượt qua doanh thu phòng vé 360 triệu của Titanic, mà còn nâng kỷ lục phòng vé lên 172 triệu, bước vào mốc 400 triệu, 500 triệu. Hơn nữa được ăn cả ngã về không tại Hương Giang phòng vé cũng phi thường mãnh liệt. Hương Giang Hạ Chiếu, tổng doanh thu phòng vé là 42,15 triệu đô la Hồng Kông. Đứng thứ hai về doanh thu phòng vé điện ảnh hoa ngữ năm 2008 ở Hương Giang. Trường Giang 7 thu về 51,44 triệu đô la Hồng Kông, Tòa Đài Ác Ôn thu về 42,15 triệu đô la Hồng Kông tại phòng vé. Xích Bích thu về 25,28 triệu đô la Hồng Kông. Bản doanh thu phòng vé Hương Giang bị vây trong một đứt gãy. Tất nhiên rồi. Điện ảnh nội địa cũng vậy. Được ăn cả ngã về không thu về 532 triệu vé xem, xích bích doanh thu phòng vé 92 triệu, Trường Giang 7 doanh thu phòng vé 203 triệu, Cung Phu Penda đạt 182 triệu vé tuy rằng năm 2008 còn có 4 tháng nhưng được ăn cả ngã về không cơ bản ngồi vững vàng trên ngai vàng quán quân doanh thu phòng vé hàng năm cho dù là phim Hollywood, hiện tại cũng là một hai trăm triệu. Chỉ có chờ phim đặc hiệu, hoặc là chờ avatar của tạp thần mang đến cải cách cho điện ảnh, doanh thu phòng vé mới có thể nên đón một vụ nổ. PS Số liệu không thấy tăng AO, O có ai xem không? Chi cái tiếng A cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Cầu khen thưởng. Cầu thúc giục thêm phiếu. Cầu vé thắng.